Em đọc thử câu này trước đi. Nó là một câu hỏi cởi mở về cái mức độ tự chủ mà Persephone có khi mà ăn cái hạt. Ngoài ra còn có cái hạt mà cái hạt ngoài ra còn có cái hạt đại diện. Em hiểu thế nào là một cái open question? Hiện nó là một câu hỏi mở. Nghĩa là gì? Nghĩa là câu hỏi đấy nó có thể có nhiều đáp án, nhiều nhiều cách trả lời khác nhau. Chính xác, nó chưa có đáp án, chưa có kết luận. Vâng. Còn cái này là gì? Chủ degree. Để em xem cái cụm này là có cái cụm nào không? Degree. Độ tự chủ. Chính xác, mức độ tự chủ. Được tự chủ mà Surface à Persephone có khi mà ăn cái hạt này. Em ngoài ra là còn có cái hạt What's the ngoài à, ngoài những gì hạt giống lại thuyết. Đây, cái cụm này sẽ là một cụm riêng này. Đúng không? In addition to, có nghĩa là bên cạnh đó. Đúng Vâng. không? Tức là có tận hai câu hỏi ở đây, hai vấn đề ở đây. Vấn đề thứ nhất là mức độ tự chủ khi mà Persephone ăn cái hạt đó. Vấn đề thứ hai là cái hạt đó đại diện cho cái gì? Thì cái về in addition to đấy nó sẽ là ý Ngoài là ra ngoài ra và cái hạt đó đại diện cho cái gì? và ngoài ra in addition ấy, có nghĩa là thêm vào, Vâng. thêm nữa, ngoài ra rồi em đọc tiếp, Vâng. đọc thì hiểu, đọc hiểu đi rồi dịch sang tiếng Mỹ. Transgression.
Sau tất cả, chúng ta đã học được điều mà cô ấy mong muốn, à, điều cô ấy khao khát. Điều mà cô ấy đã chuyển sang thành một người làm luật, à, người cai trị. Điều mà cô ấy đã bỏ nhỡ mẹ của cô ấy, nhưng không nhiều giống như Demeter khao khát cho cô ấy. Điều mà cô ấy yêu thích, tận hưởng cái quyền lực của cô ấy. Điều mà cô ấy không sợ. Điều mà cô ấy không sợ cái sự phạm vi pháp và điều mà cô ấy tự tin cô ấy sẽ trở thành ai trong một cái nơi lạ lẫm này. Ok, diễn đạt lại một cách trôi chảy nào. Sau tất cả thì chúng tôi đã học được điều mà cô ấy mong muốn, à, Chúng điều cô ấy ta chúng ta đã nhận ra rằng đã nhận ra rằng đã nhận ra điều mà cô ấy điều mà cô ấy khao khát mong muốn. và rằng Rằng cô ấy đã chuyển, em hiểu từ transform nghĩa là chuyển từ cái này sang cái kia, dạng này sang dạng kia, thì ý là cô ấy đã trở thành một cái người làm luật, à, người người cai trị ạ. và rằng tiếp. À, rằng cô ấy đã bỏ đã nhỡ à nhờ rằng cô ấy nhỡ mẹ nhớ Nhớ. rằng cô ấy nhớ mẹ của cô ấy, nhưng không nhiều giống như Demeter Là khao mẹ. khát chưa khao khát cho khao khát cho cô ấy, Ngóng chờ của ấy. ngóng chờ chưa. Rằng Rằng cô ấy yêu thích cái quyền lực của cô ấy. Enjoy. Rằng cô ấy không sợ những cái sự vi phạm. Rằng cô ấy tự tin là cô ấy trở thành rằng cô ấy tự tin là cô ấy trở thành tự ai, tin vào cái người là cô ấy tự tin vào cái người mà cô ấy mà cô ấy trở trở thành thành. trong một cái thế giới, trong cái nơi lạ lạ lẫm này. Đúng rồi, mỗi một chữ Z này thì đều là đi sau chữ learn này, chúng ta nhận ra được rất nhiều điều ở đây, đúng chưa? Tiếp theo đi. Cho phép chúng tôi cái gì đấy quan trọng. Hãy cho phép chúng tôi gợi nhớ lại chính bản thân chúng tôi về cái câu chuyện mà đã bắt đầu với một cô gái, để một cô gái bắt đầu với một khoảng thời gian mới và quan trọng. Em trai cũng on a threshold thì nó hiểu là một cái khoảng thời gian hoặc một cái sự phát triển mới và quan trọng. Thì trong cái này em dịch thấy được không ạ? Trong cái ngữ cảnh này em dịch là hãy cho phép chúng tôi gợi nhớ lại chính bản thân chúng tôi về cái câu chuyện mà đã bắt đầu với một cô gái. Để thế nào cho hay cũng này.
Let us remind ourselves, chúng ta hãy tự nhắc nhở bản thân mình rằng cái câu chuyện này bắt đầu với một cô gái đang ở một cái ngưỡng cửa cuộc đời. Ngưỡng cửa cuộc đời. Ok chưa? Threshold chính là một cái ngưỡng. Vâng ạ. Hiểu không? Nó giống như cái đỉnh ấy. Nó sẽ thay đổi sang một cái chiều khác. Rồi sao nữa? Nhiều người trong chúng ta đã tìm thấy chính bản thân chúng ta. Nó không phải là tìm thấy chính bản thân chúng ta ở đây. Giống như nhiều người trong số chúng ta đã gặp phải. Em hình dung không? Khi mà I find myself dính vào cái tình huống này thì là giống như là tôi tự nhiên tôi thấy bản thân mình bị rơi vào tình huống này. Em hiểu không? Anh thử nói lại một lần đi, em vẫn chưa hiểu. I find myself in something ấy. In gì đó. Thì tức là mình thấy bản thân mình vướng vào cái đó hoặc là ở trong cái hoàn cảnh đó. Hình dung không? Tức là chúng ta giống như nhiều người trong số chúng ta đã gặp phải, đã trải qua, đã chính chúng ta đã trải qua trong những cái cách riêng của chúng ta, theo theo những cái cách riêng của chúng ta. Ok không? Hiểu chưa? Rồi tiếp này nữa sao? Câu sau. Chúng ta tìm thấy chính chúng ta. Remind ourselves. Chúng ta nhìn thấy chính chúng ta. Nhìn thấy chính bản thân mình. Sao nữa rồi, tiếp đi. Còn nốt cái vế cuối đây. Vâng, rằng chúng ta đã quá là khao khát để biết được tất cả mọi cái, để biết đời, để biết và đời đây đi của điều kiện. Chúng ta hãy tự nhắc nhở bản thân mình. Chúng ta hãy tự nhắc nhở bản thân mình rằng chính chúng ta cũng có những khao khát biết về mức độ đầy đủ của hoàn cảnh con người. Mức độ đầy đủ, full extent, tức là cái mức độ đầy đủ. Nghĩa là gì? Theo em nghĩa là gì? Em hiểu nghĩa là gì? Theo em hiểu thì là chúng ta phải biết được là chúng ta kiểu thích cái gì, muốn cái gì, sợ cái gì như thế nào đó, biết được tất cả những cái mà bản thân chúng ta đang kiểu khao khát về nó. Em đang hiểu như thế. Thế nào gọi là condition? Là cái trạng thái, một cái điều kiện của con người, có thể là sợ, có thể là thích, có thể là mong muốn, khao khát. Chính là cái hoàn cảnh sống. Hoàn cảnh mình rơi phải. Tức là gì? Em được một môi trường sống an toàn, được hỗ trợ, hay là em phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm, khó khăn. Cái condition thì nó có thay đổi rất là nhiều đối với từng người. Và cái giới hạn của nó ở đâu? Thì cái full extent nó chính là cái giới hạn nó nằm ở đâu. Em hiểu không? Tức là em sẵn sàng đối mặt với những giới hạn nào. Em hình dung được chưa? Rồi ạ. Thế là khi mà em rơi vào hoàn cảnh phức tạp hơn, khó hơn thì con người em sẽ phản ứng thế nào? Thì nó mới lúc đấy mới biết được em thực sự là gì. Em hiểu không? Vâng, em hiểu rồi vậy. Đây, có từ nào mới thì tra nhé. Vâng, anh để em một chút ạ.
có cái vế giữa section đến cái chỗ dead ấy. Em chưa hiểu hết cái ý của cái đây lắm, em thử dịch Ừ. cái xem sao thôi nhá. Cứ từng từng bước đi. Vâng ạ. Ừ. Khi mà Persephone nhanh ngấu nghiến, em tra từ đấy là ngấu nghiến Ừ. cái hạt lựu, thì cô ấy có thể nhìn thấy cái khao khát của cô Này, ấy. quy À chúng tôi, à chúng ta có thể nhìn thấy cái khao khát của cô ấy lên đến đỉnh điểm là sự chấp nhận mà không hề cam chịu. Trong không hề gì. không hề cam là sự chấp nhận mà không hề cam chịu. Chắc không? Chắc Em tra lại đi, tra lại. resignation. Tra lại xem nghĩa nào thì hợp lý. À, nó còn một nghĩa là a sad feeling of accepting something, một cảm xúc buồn chấp nhận cái gì đó mà bạn không thích bởi vì bạn không thể dễ dàng thay đổi nó. Ừ, có nghĩa nào nữa? Thì ý là cái câu này là khi mà Persephone ngấu nghiến cái hạt lựu ấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái sự khao khát của cô ấy lên đến đỉnh điểm là sự chấp nhận mà không hề cảm thấy buồn. Còn nghĩa nào khác không? Hành động rời bỏ một công việc, một vị trí, Còn nghĩa nào khác không? thái độ chấp nhận một cái gì đó một cách không hài lòng bởi vì bạn không thể thay đổi nó. Em theo trên campus thì sẽ Ừ, cái nghĩa đấy dịch tiếng Việt là gì? không dễ từ bỏ. Không dễ từ bỏ. Từ chức. Ừ, đấy là một nghĩa, đó là cái nghĩa mà rời bỏ office ấy, đó là nghĩa đấy. Còn từ Vâng. nghĩa khác, nghĩa khác. Trao nhường. Em cha có thấy nó một nghĩa là sự buông xuôi, sự cam chịu, sự nhẫn nhục. Đây chính là nghĩa số 3 này đúng không? Wow. Là the quality of being willing to accept a difficult or unpleasant situation. Nhẫn nhục. Cam chịu. Đây. Họ chấp nhận sự thất bại với sự nhẫn nhục. Ok không? Vâng. Tức là họ không chấp nhận. Tức là mặc dù nó không phải là cái họ muốn đúng không? Ừ, Vâng. nó là một difficult, nó là một cái thứ unpleasant situation, đúng không? Nhưng mà vì em không thể thay đổi nó, cho nên em willing to accept. Nên là đành phải chấp nhận nó. Đúng không? Ok chưa? Nó gọi là sự nhẫn nhục đúng không? Vâng. Nhẫn nhục. Thế ở đây, tác giả nói là không có cái sự nhẫn nhục đó. Được không? Wow. Bởi vì nếu mà vẫn nhẫn nhục thì nó chưa lên đến đỉnh điểm. Em hiểu không? Ý là không có cái sự nhẫn nhục ở đấy. Tức là em làm mà em không hề nhẫn nhục, em không hề hối hận, em không hề đắn đo. Ok không? Tức là cái design đấy nó lên đỉnh điểm bằng việc là em chấp nhận mọi thứ. Vâng ạ. Em hiểu chưa? Vâng. Trong thần thoại thì cái sự chấp nhận này nó sẽ đến từ Từ việc cái đến từ việc đến trong việc gì
Nhận, công nhận à? Đến Nó từ đến trong việc nhận ra. việc ra. Em vẫn chưa hiểu cái in-depth thực nít này gì. Em hiểu nó mới là từ nợ, nhưng em chưa hiểu được cái ý của cái từ này trong đây nó là gì. Ừ, em phải hiểu được cả cái cụm này. Nó đi với nhau. Hơ chết. Em có thấy được cái giới từ này không? U đấy ạ. Ừ. Giới từ này nó sẽ đi với lại cụm nào? Nó đi với cụm này. Giới từ tu này nó nối với cụm này. Giới từ in này nó cũng nối với cụm này. Em hiểu không? Hiểu cách viết không? Hiểu không? Khi cách viết người ta viết như vậy. Để người ta nhấn mạnh cái ý hay như thế nào của anh mà người ta lại đảo cái giới từ tu đấy lên trước ấy. Nó là không phải tạo, nó chẳng có lý do gì cả, nó chỉ là cấu trúc thôi. Giống như là em viết một câu trong tiếng Việt rất thuần túy nhé, à, tôi sợ nhưng đồng thời cũng nợ, em hiểu ý á, ABC XZ gì đó. Ừ. Thế thì đây chỉ là một cấu trúc thôi, cấu trúc nó bao gồm, nó phải có cái chữ to này đi cùng. Em có hiểu cái chữ, cái cụm này nó tương đương với cái câu ví dụ anh vừa nói là tương đương với chữ sợ chẳng hạn, hay là chữ nợ chẳng hạn. Cái cụm này cũng thế, nó tương đương với một động từ. Động từ một, động từ hai, và nó có chung một cái tân ngữ ở đấy. Thì cái chữ and nó có thể là and hoặc là but hoặc là gì đó, đúng không? Tôi thích nhưng cũng đồng thời sợ đi tàu lượn chẳng hạn. Ok không? Thế thì bây giờ cố lại nào, trong thần thoại. Nhận thì thường đến việc công nhận những cái món nợ và quyền Tức là gì? Tức là cái việc mà em accept ấy, em chấp nhận, cái sự chấp nhận này, chấp nhận ở trên đây này, đúng không? Chấp nhận trên đây này, nó đến từ cái việc gì? Cái này quan trọng này. Nhận thức ra được, nhận diện được, recognizing, em nhận ra được một cách rõ ràng, một cách đầy đủ. Cái gì? Đấy là cái nợ, nhưng đồng thời cũng là cái quyền năng, vừa là nợ nhưng cũng là quyền năng. Ở đâu? Ở cái địa, ở cái lãnh địa của người chết và người sống. Em hiểu không? Em hiểu cái việc rồi nhưng mà em vẫn chưa hiểu ý nghĩa tại sao lại là vừa là nợ vừa là quyền năng ở cái Ừ, lãnh địa đúng rồi. của chứ. Nếu như mà mình đọc cả câu chuyện thì mình sẽ thấy đọc cả câu chuyện chẳng hạn, hoặc là đơn thuần là trong cuộc sống của bản thân em thôi chẳng hạn. Ví dụ như là em được làm lãnh đạo của một cái tổ chức chẳng hạn, đúng không? Thì em vừa có cái quyền năng, có cái quyền lực để chi phối tổ chức đó, nhưng em cũng nợ cái tổ chức đó, bởi vì họ họ đã trao cho em cái niềm tin, họ trao cho em cái quyền đại diện cho họ, và đi theo kèm theo đó là họ trao rất nhiều thứ khác nữa, đúng không? Vâng. Thì đó chính là cái nợ, đúng chưa nào? Vâng. Ừ. Thì đấy chính là cái việc mà phải nhận ra được toàn bộ cả cái nợ cũng như là cái quyền năng. Vâng ạ. Chung.
Symbolic của đi một cách tượng trưng, một cách mang tính biểu tượng ấy. một cách trừu tượng, biểu tượng, một cách biểu Biểu tượng, tượng. Ừ. một cách biểu tượng cho cái mục đích của chúng ta. Thì cái việc nhận diện, công nhận này nó đến từ cái việc nhận ra một cách rõ ràng cái mục đích, quên nhầm, cái quyền năng của chúng ta được biết, Quyền năng biết. ít nhất Cái năng lực để biết đấy, vào năng không lực không biết. không phải ai có cái năng lực biết biết đúng không? À vâng, ít nhất là để ít nhất Ít là nhất để có được đầy đủ, à ít nhất là để to có được phải. some extent, có nghĩa là ở một mức độ nhất định, ở một mức độ nào đó. Ít nhất là một mức độ nào đó Ừ. Biết về cái về bản gì? thân, về chúng ta, Ừ. thế giới của chúng ta Ừ. và mọi người Và về nhau. về nhau. Hiểu không? Vâng ạ. Biết bản thân, biết thế giới, biết về Biết nhau. chúng, biết về nhau. Ok Vâng ạ. không? Ừ. Tức là người ta đã giải thích cụ thể hơn cái việc biết đấy, cái việc nhận thức đấy, nhận thức một cách đầy đủ này, nó sẽ bao gồm cái này, nó sẽ cụ thể hóa bằng cái. Vâng. Ok rồi, tiếp. Mình sẽ được là tư liệu. Hạt liệu, quả liệu, quả liệu cũng được. Quả liệu sau đó đánh dấu, đánh dấu vừa nãy anh dịch từ này đó là đúng, và đánh dấu ngưỡng cửa, cái câu chuyện đánh đánh dấu ngưỡng cửa lần thứ hai của cái câu chuyện này. À ý là cái quả lựu này nó đã đánh dấu lần thứ hai về cái câu chuyện này, ngưỡng cửa của cái câu chuyện này, nó là biểu tượng. Biểu tượng của cái mức độ mà Persephone phải bắt đầu cái nhiệm vụ của cuộc đời cô ấy theo hai cái dreams, mình phải được là đến dreams của cái cõi. Như là nó là một cái biểu tượng để chúng ta có, để chúng ta chúng ta bắt đầu cái bài học của chính mình. Không có. Sao rồi? Cái hạt, cái quả lựu này
Tôi được đánh dấu như là một cái ngưỡng cửa cuộc đời thứ hai của cái câu chuyện. Nó là một cái biểu tượng của một cái mức độ mà Ở đây nó là cái ngưỡng thôi nhé, cái à, ngưỡng ngưỡng vâng. thôi. Câu chuyện nó có nhiều cái ngưỡng. Vâng ạ. À, nó là một cái biểu tượng của về cái mức độ mà Persephone phải bắt đầu cái nhiệm vụ cuộc đời của cô ấy trong hai cái cõi. Cái từ S này em đang Giống như nó là biểu tượng à, giống như nó là biểu tượng đối đối với với chúng chúng ta ta, khi giống mà như chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu cái việc học của chính mình. rồi tiếp. Em blind. Em chắc từ này quá, em chưa biết từ này. Ra đi. Em tra cái từ em blame. Em không thấy nó hiển thị trên Oxford nữa, em cứ Không tra được hả? vâng, em không tra được từ này. Nó chỉ ra cái từ em lầm Đây. Chắc nó sẽ là từ này. Thế thì sẽ tra sang Merriam-Webster rồi. đó gì. Ý thì tức là cái em blame dài tai này nó nghĩa là đại diện, bởi nghĩa là em chưa hiểu từ này. Anh nghĩ là nó chỉ là một cách động từ hóa từ cái danh từ này thôi. Em hiểu cách người ta làm tạo động từ không? À có. Cái cách người ta tạo động từ thôi. Wow. Cái chữ emblem là thì biết là gì chưa? Là một bức tranh về một cái vật thể mà được dùng để đại diện cho một người hay một nhóm, một ý tưởng đặc biệt nào đó. Nó gọi là gì? Nó gọi là gì? Tượng trưng, biểu tượng, điển hình. Có nhiều cách dụng dịch, người ta có thể dịch là kiểu như phù hiệu hay là Phù hiệu. cái huy hiệu, bởi vì nó sẽ tùy vào cái hoàn cảnh. Ví dụ như nó là một cái của một gia tộc thì nó là huy hiệu, nó có một quốc dân, một đất nước gọi là quốc huy. Em hiểu không? Nói chung nó là một cái thứ để biểu tượng này.
Tư là nó biểu tượng cho một nghi thức nhập môn. Đây này, thấy không? Wow. Em sẽ bảo tức là nó biểu tượng, nó phù hiệu, mình sẽ dịch nó phù hiệu, cho một nghi thức nhập môn Còn là mà biểu tượng đặc trưng trong trường hợp này thì tượng trưng là được rồi. và nó tượng trưng cho một cái nghi thức nhập môn, rite of initiation, mình dịch thế không? Khởi tạo. Khởi tạo. Initiate là một cái sự khởi, khởi một cái gì đấy. Đúng không? Vâng. Ví dụ như là em initiate một cái ý tưởng nào đó thì là em là người khởi ra cái ý tưởng đó. Vâng. Sáng Nó kiến, người ta hay dịch là sáng kiến, initiative. biểu tượng cho cái sự khởi, cho một cái khởi khởi tạo mà nó mà hiếm khi hài lòng, Dễ chịu. dễ chịu, Hiếm khi dễ chịu. dễ chịu khi mà được, Even when, thậm chí khi mà, thậm chí ngay cả khi, thậm chí ngay cả khi được thúc đẩy bởi cái sự tò mò của chúng ta, của chính chúng ta. của chính chúng ta, thông qua việc ăn uống, ăn cái hạt đó, Bởi vì thông qua bởi vì thông qua ăn cái hạt của nó. hạt quả liệu ấy, Vâng. hạt liệu. Vâng. Chúng ta đã đi qua ngưỡng cửa để đến một cái tri thức. Chính thức này nó làm sao? Mà thú vị và Excite, nó khuấy động. quấy động. Nó, em có tưởng tượng cái thứ tri thức đấy nó khiến cho mình chẳng, nó khiến nó khuấy động lên cái tinh thần này, nó khuấy động cái tâm, cái cảm xúc ấy. Và Còn chữ thrill này em có biết không? Thrill sợ hãi. không phải sợ hãi. Thrill này nó giống như là khi mà em một cái cảm giác rất rô mốt ấy. Có hiểu cái từ đấy không? Thrill. Em hiểu cái chỗ cái đoạn cảm giác rất rô trong Hiểu hiểu chưa? vâng. Là nó tạo ra cho em những cái cảm giác như vậy, exciting và thrill, nhưng đồng thời làm sao? Nhưng đồng thời cũng bắt buộc chúng ta nhìn cái điều mà chúng ta có thể biết và chúng ta biết nó như thế nào. How we can know it? Okay. Cái tri thức này nó có thể, cái tri thức này nó có thể là daunting. Daunting. Daunting là gì? Daunting có nghĩa là khiến chúng ta cảm thấy một chút sợ hãi. Cái Có tri thức thể này có sợ đáng hãi, sợ. đáng sợ. Bởi vì sao? Nghịch lý. Từ này em nhớ không nhận ra là nghịch lý, để em check lại. Đúng rồi, bởi vì một cách nghịch lý. Nghịch lý nó tiết lộ, Nó nó tiết lộ chúng cái ta sự biết, nó tiết lộ sự thật chúng ta biết như thế nào, ta biết trong khi ít, đó how little, nó tiết lộ điều gì? Chúng ta biết rất ít. chúng ta biết rất ít. How little we know. How little, đây là một cách nói nhấn mạnh. How little là rất ít. It reveal how little, nó tiết lộ rằng chúng ta biết ít như thế nào, tức là rất biết rất ít đấy, hiểu Và không? cũng bắt buộc chúng Đồng ta phải thời throw yourself, là ném, được ném bạn và như thế nào bản thân mình đó. throw ourselves, lao đi, lao vào. Lao vào chính chúng ta,
Không, throw ourselves thì là lao vào. Em hình À. dung không? Em throw là ném đúng không? Vâng. Em ném cái gậy thì là ném cái gậy, nhưng mà ném bản thân mình thì có nghĩa là lao vào. À. Hiểu chưa? Tức là em Vâng. tưởng tượng chính em ném em ấy. Vâng. Lao vào cái gì? À. Lao vào thành. Lao vào cái gì? Đây là vào này. À, lao vào chính chúng ta. Không, lao vào cái này này. Pursue đấy. Ừ, pursue là gì? À, nó là cái sự theo đuổi. Lao Đúng rồi, lao vào cái sự theo vào đuổi, sự theo đuổi. À, đúng lao vào cái sự tìm kiếm tri thức. rồi. Vâng, à, lao vào sự cảm hứng tri thức. Hiểu chưa? Rồi ạ. Ừ. À, Cái này dễ đúng không? vâng, ông luôn được nào cho anh thật may mắn, giống như Persephone, chúng ta có vài chúng ta một chút chúng ta có thời gian để chắc chắn thì con đường của Persephone là thường đơn độc, thường cô đơn. À, giống như cô ấy, Christ, Trong as là khi. khi mà cô ấy từ cõi này sang cõi khác, để em tra cái từ crisis. Em cần về học kỹ lại các cái giới từ. Vâng. Ví dụ giới từ for, giới từ as, các giới từ đó nó có rất nhiều nghĩa khác Vâng. nhau. Thì trong mỗi một hoàn cảnh nó có nghĩa khác. Như em đang tra ở trên Oxford thì cái criss cross đấy nó sẽ viết tách ra và nó hiểu nó là và nó hiểu là make a pattern on something with many straight Thực ra anh nghĩ nó cùng một cái nghĩa là em nhảy từ chỗ này sang chỗ kia thôi. Em hiểu không? Tức là mà em cô ấy băng nhảy qua từ cõi này sang cõi kia. cô ấy, cô ấy băng qua cõi này, băng từ cõi này sang cõi kia thôi. Thì làm Thì sao? cô ấy băn khoăn là nếu anh cô ấy băn Băn khoăn khoăn là nếu liệu nếu liệu liệu ai đó liệu bất kể ai đó thực sự hiểu cô ấy liệu có ai đó thực sự hiểu. cô ấy Hiểu có hay không? liệu cô ấy Liệu cô ấy có đạt được cái kỳ vọng ở cả hai cái cõi này không? đúng rồi, và liệu Liệu cô ấy có thể yêu mẹ của cô ấy trong khi trong khi tự tạo ra một không gian cho riêng mình. một Đúng không? Tại vì bà mẹ thì bà ấy kiểm soát rất là lớn. vâng. Bà ấy có cái tính kiểm soát rất lớn. Vậy thì khi mình có muốn, mình muốn tạo ra một không gian cho riêng mình thì mình có còn, liệu có yêu được bà ta nữa không? Vâng. Có hiểu không? Vâng. Và liệu Và liệu cô ấy có thể tồn tại như là một gì đây? một tình trạng, tình trạng odd tức là dị, Một cái sự một dị sự một lạ. cái, một sự, một tình trạng bất thường hay là một sự bất thường ở hai cõi giới. Có cái dưới Mà à. hai Mà cõi giới này làm sao? là cô ấy nhưng mà không đầy đủ, không rõ ràng. Cái này em lại nhìn nhận đánh giá sai từ này rồi. Cái này là sở hữu mà thuộc về cô Cuộc ấy về cô ấy nhưng không hoàn toàn, nhưng không được tức là thuộc về một cách không hoàn toàn đấy. toàn. Ok chưa? Vâng.
Khi mà chúng ta tưởng tượng cô ấy trong cái hạt Dưới địa ở ngục. dưới địa ngục, cô ấy là một kẻ lang thang, cô ấy là một kẻ lang thang không 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 giống như Không khác. không khác không khác gì mẹ của cô ấy. Thông qua những cái sự khác biệt này, Dâu, dâu không à, phải là mặc dù dù. dù với một cái sự khác biệt nổi bật, Đáng chú ý. Persephone Có Persephone có ý mục định là đích. có Có mục đích, ý định. Có ý định. có ý định hiểu nơi nào cô Where and quên nơi nào và cô ấy ập cô ấy ở đâu và là ai, tốt. hơn là tìm tòi cái điều cô ấy muốn nhiều, cái điều mà muốn hơn là tìm tòi cái cô ấy mất. Đúng rồi. Hơn là tìm kiếm điều mà đã mất. Điều mà đã mất. Có đấy không? Có giống không? Ở đây chính là bảo là không khác đấy, không khác, bởi vì cả hai đều là đi lang thang, người mẹ đi lang thang tìm kiếm Persephone, đúng không? Vâng ạ. Cô ấy cũng đi lang thang nhưng không phải để đi tìm cái điều cô ấy mất, mà là Vâng. để Để làm sao? tìm hiểu về cô ấy ở đâu và cô ấy là Hiểu xem là đây là đâu và tôi là ai đấy. vâng ạ. Chắc chắn thông qua cái sự bạo lực abduction, bắt cóc, chắc chắn thông qua cái sự bắt cóc bạo lực của cô ấy. Tức là lần bắt cóc ấy, lần bị bắt cóc ở trước ấy. Vâng. Nhiều điều đã bị mất. Ý nghĩa nhất mãi mãi. Cái gì, những cái gì bị mất bao À, gồm? cuộc đời của cô ấy như một cô gái thiếu nữ, hay chỉ là người con gái, hay đơn thuần là một người con gái. Tức là mất cái gì, mất các cái danh phận này này. Danh phận Danh phận thiếu nữ, danh phận người hầu gái, hay danh phận cô con gái thuần túy, những danh phận này là mất hết này, đúng không? vâng ạ. À, đúng rồi. À, chắc chắn là thông qua cái sự phát triển tự chủ này, Sự tự chủ. trong cái quá trình khám phá dưới lòng đất của cô ấy, Địa ngục. dưới địa ngục của cô ấy, và ăn những cái hạt Liệu. mà ăn những cái hạt lựu mà cả Mà vừa trao. trao tri thức Đồng và thời đồng thời bắt buộc cô ấy ràng buộc cô ấy vào ràng buộc cô ấy vào những cái hậu quả của tri thức, những cái hệ quả hệ của quả các của tri tri thức. thức đó. Vâng, Persephone không thể quay trở lại để Cái điểm xuất phát ấy, cái điểm xuất phát, gọi là điểm xuất phát cái trước, điểm. cái điểm xuất phát trước khi cô ấy đã bắt đầu phát triển trưởng thành Bản thân cô ấy. cô ấy trưởng thành bản thân cô ấy, hoặc trước khi cô ấy bước vào tri thức của sự mở rộng về cái hoàn cảnh của cô ấy. Ở đây là những cái cụm mà em phải hiểu nghĩa của nó, em hiểu Vâng. không? Em nhớ lại cái condition này thì nó liên quan đến đoạn ở trước. Vâng. Nó là một cụm mà em phải hiểu nghĩa của nó, extent of Vâng. a condition. Thì em phải hiểu chính xác như cái lúc trước anh đã giải thích. Vâng. Tiếp.
Có Đôi một cái lúc sự có một cái sự buồn, nỗi thỉnh thoảng buồn. nỗi buồn, có một cái nỗi buồn ở đây là thỉnh thoảng, Thỉnh thoảng có một cái nỗi buồn thỉnh thoảng có một cái nỗi buồn đến về việc về việc sự quay trở lại, biết rằng biết rằng sự quay trở lại của cô ấy thành một quay trở lại quá khứ, former time là quá khứ. mình sẽ dịch là quá khứ. Thì đúng rồi, time và formal thì chính là formal là trước đây mà. Time là Trước thời gian trước đây thì đây chính là là quá quá khứ là khứ gì? à? Đó là cách viết khác của past time thôi mà. Vâng ạ. Ừ. Có một cái nỗi buồn trong việc biết rằng sự quay trở lại quá khứ hoặc À, không không tỉnh táo. quay trở lại cái sự vô thức, Vô thức. cái sự Relative. vô thức mang tính tương đối thôi, relative, tức Là không thể. là không thể, tức là không quay trở lại cái thời nữa, không quay trở lại thời quá khứ được nữa, không quay trở lại thời vô tư được nữa, Vâng. hiểu chưa? Vâng ạ. Ừ. Nhưng Nhưng cũng có một nhưng cũng đồng thời có cái có cái điểm mạnh, sức mạnh sức mạnh, sức mạnh, vĩ đại sức mạnh vĩ đại trong cái việc trong cái việc cô ấy biết mình trở thành ai và cô ấy có thể biết cái gì, cô ấy có thể biết điều gì. Ok chưa? Rồi ạ. Hầu hết nhưng không phải tất cả. If not all, đây một cấu trúc. Most, hầu hết. If not có nghĩa là nếu như không muốn nói là. Nếu như không có mặt. Most, hầu hết, nếu như không muốn nói là tất cả. Tức là cái cụm này để nhấn mạnh thêm là cái mức độ phán đoán nó còn cao hơn, tức là thực tế có thể còn cao hơn, em hiểu không? Ừ, giống như là bây giờ em bảo một cái một cái gì đó mà đúng với tất cả. Ví dụ như là hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả mọi người thì đều thích mèo. Em hiểu Vâng. không? Most, if not all people love cat. Ok. Vâng. Đó. Ví dụ như Tất vậy, cả một cái cái cụm câu. most if not all sẽ là một cái cụm này luôn. Ừ, cái cụm if not all này em phải hiểu nó là nếu như không muốn nói là tất cả. Vâng. Rồi, hầu hết nếu không muốn nói là tất cả chúng ta thì đều có thể liên đới hoặc liên hệ personal với chính bản thân mình ở một vài khía cạnh, hoặc Ô. là trong những cái khía cạnh này, trong những cái vấn đề này, Vâng. trong những cái vấn đề chúng ta vừa nói đấy. Vâng. Đó là gì? Đó là liệu rằng chúng Liệu ta, we ask whether we ask ourselves our own question about ourselves, đó là liệu rằng là chúng ta đã tự hỏi bản thân mình về chính bản thân chúng ta, tức là tự vấn về bản thân đó. vâng. Who we are, hoặc là sao, how to meet, hoặc là hỏi về cái cách mà để đạt được cái kỳ vọng, Vâng. cái kỳ vọng đấy nó xuất hiện. Giống như là em đi học chẳng hạn, tự nhiên có một cái kỳ vọng xuất hiện, em phải được điểm A chẳng hạn. Vâng. Ừ, thế cái kỳ vọng đấy nó sẽ present themselves to us. Có rất nhiều kỳ vọng, cái expectation ở trường, ở nhà, nó chính là các cái expectation.
và chúng present themselves to us. Làm sao? How to be a daughter, how to be a good student, đúng không? Vâng. Và how to think about though, và cái cách mà chúng ta phải nghĩ về những người Và quan chúng tâm đến chúng ta, vâng. và cái cách mà chúng ta định hình Định hoặc là navigate, tức là chúng ta xem xét, được chưa? vâng. Xem xét rồi thì khảo sát những cái không gian khác nhau Vâng. Của sự tồn của sự tại tồn tại của chúng ta, như là nơi làm này, ta. Nhà. nhà này, Trường. công việc này, vocation, thực ra là một cái nghề, vocation hoặc là Mẹ. Chị học bằng vocational vocational training này. training. Relationship, các mối quan hệ này, Vâng. passion, những cái niềm đam mê Vâng. và rất Nhiều nhiều thứ khác. Tất cả đấy đều là những cái different space và chúng ta phải navigate, tức là chúng ta khảo sát nó như thế nào. Giống như chúng ta làm gì ở nhà, học gì ở trường, thì ABC, XZ gì đấy, đúng không? vâng. Và do đó thì sao? Trong một cái cách rất thực và forming của trong một Trong cái cách rất thực và formidable là đáng gì, khả năng khâm phục, đúng không? đáng không tục Uh-huh. thì câu hỏi của Persephone Những cái câu hỏi mà cô ấy tự vấn ấy, những cái câu hỏi mà cô ấy tự vấn, em hiểu không? vâng. Khi mà cô ấy làm sao? Là một kẻ lang thang, là một người lang thang. Khi cô ấy lang thang À, khi cô ấy lang thang. tại và xuyên qua các thế giới. Của cô ấy. Chuyển động. À, di chuyển đầu tiên trên con đường này. Và bây giờ. Đều là sự lựa chọn của chúng ta. Cũng chính của chúng ta, Vâng. cũng chính là những câu hỏi của chúng ta. Vâng. Tức những câu hỏi mà cô ấy hỏi thì bây giờ cũng là câu hỏi chúng ta phải hỏi. Rốt cuộc thì sao? Vâng. Do đó thì cách của cô ấy chính là cái cách của những nhà triết học. Cái con đường mà cô ấy chọn, cách thức cô ấy chọn thì là một cách thức mang tính triết học. Vâng. Nó là Đúng. gì? Đó là thật lý giáo. Chu đáo, tò mò, Tò mò. Trọng. Tức là em phải đặt ra các câu hỏi liên tục để khảo sát vấn đề một cách kỹ lưỡng, đúng không? Vâng. Thì đấy chính là cái philosophical way. Hôm nay ăn gì, làm gì, rồi thì ở đâu, như thế nào, tất cả những cái câu hỏi đấy liên tục thì đó là philosophical way. Ok. Cô ấy cắt tóc của cô ấy. Và nhét chúng dưới giường. Nhé. Mẹ cô ấy thì không hài lòng. Nó. Mẹ cô ấy sẽ không hài lòng với việc đó, đúng không? Vâng. Set out, tức là bắt đầu. Bắt đầu làm sao? Cô ấy lại bắt đầu Một lần lại. nữa. Vâng. Một lần nữa. Focus. Vườn cây ăn quả. Rồi cô ấy lại đi tiếp tục khám phá cái vùng, cái nơi Cái cô ấy vùng ở. piece of land. Cái vùng đất là cô ấy. Cô lại đi tiếp tục khám phá tiếp. Và Là lại băn khoăn rằng là cô ấy sẽ tìm điều gì đúng ở rồi. đây. Lần này ta khám phá là điều gì? Vâng. Cô ấy tên là Persephone. Trên chính con đường của chúng ta, tất cả chúng ta đều là Persephone. In our own way có nghĩa là trong cái cách của chúng ta, Vâng. trong hoàn cảnh của chúng ta, trong một hoàn cảnh của mỗi người ấy, thì chúng Vâng. ta
đều tương tự như vậy. Ok chưa? Rồi ạ. Đó. Rồi, hôm nay như vậy là chúng ta đã đọc xong toàn bộ cái bài tiểu luận này. Em có thể đọc lại, tự nghiên cứu lại, có thể đọc kỹ lại để nắm rõ hơn nữa. À, anh gửi giúp em cái file này anh nhá. Ok. Vâng ạ. Rồi thì sang tuần anh lại tiếp tục một cái tiểu luận khác, một cái Vâng. bài lọc khác. Vâng Thì ạ. hy vọng là em có thể sắp xếp thời gian để tham gia. Vâng ạ. Thì em lưu ý về tự đọc, tự tra từ điển để đã tìm hiểu nghĩa một cách đầy đủ những cái giới từ. Vâng ạ. Anh thấy là cái đấy là cái mà em đang hơi thiếu. Vâng ạ. Rồi, ok, thank you. Dạ vâng, em chào anh ạ. Bye bye. Vâng ạ.